Trở lại với những thông tin thời tiết, Nam Bộ ngày hôm nay tiếp tục nắng mạnh. Đâu là nơi nóng nhất, chị Việt Hà? Dạ vâng, miền Đông Nam Bộ sẽ là nơi nắng mạnh và nóng hơn cả. Và trong đó thì tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa và Tây Ninh thì nhiệt độ có thể chạm ngưỡng nắng nóng là 35 độ C vào trưa chiều nay. Còn Thủ Dầu Một xuống đến Cần Thơ và các nơi khác ở miền Tây thì nền nhiệt cũng khá cao, 32 đến 34 độ C. Nắng thì cũng trải đều khắp khu vực Tây Nguyên trong ngày hôm nay. Nắng mạnh nên không còn dịu mát như ngày hôm trước nữa. Nhiệt độ ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa tăng lên từ 30 đến 32 độ C. Riêng Đà Lạt thì không quá 25 độ C. Trong khi đó ở miền Trung thì hôm nay mưa vẫn còn xảy ra ngắt quãng ở các thành phố từ Vinh trở vào đến Nha Trang. Về nhiệt độ ở nửa phía Bắc thì còn se lạnh, không quá 23 độ C. Còn phía Nam thì nhiệt độ các thành phố cao hơn trên 26 độ C. Riêng Phan Thiết lên tới 31 độ C. Miền Bắc tiếp tục có sương ẩm và sáng nay, nhiệt độ đến trưa chiều thì sẽ tăng lên, nắng lên thì xua tan bớt sương và không khí thì cũng sẽ ấm áp hơn. Nhiệt độ cao nhất của các thành phố phổ biến từ 22 đến 26 độ C, riêng Điện Biên Phủ là 28 độ C ạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Vy Hà với những dự báo chi tiết vừa rồi.